第二十天 ngày thứ 20. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Bạn là người Hà Nội à? 你是河内人吗？你是河内人吗？你是河内人吗？你是河内人吗？ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ừ, ok. 好的。Chỉ biết nói một chút. 只会说一点儿。Sau này. 以后。Biết nói tiếng Việt không? 会说越南语吗? Đương nhiên có thể. 当然可以啊。Học tập lẫn nhau. 互相学习。Ừ, ok, quyết định vậy nhé. 好,一言为定。